Alo. Dạ, anh Hùng đó mà. À, tôi Hùng đây ạ. Có việc gì chị cứ nói. Dạ, em có đặt lịch để nhờ tư vấn anh. Rồi, tôi biết rồi, chị cứ nói đi. Em không biết cách làm cái đơn để giãn nợ anh. Đơn để giãn nợ à? Dạ, đúng rồi ạ. Chị đang nợ ở đâu? Dạ, ở SE. À, nợ một chỗ thôi à? Dạ không, em có SE với lại thẻ tín dụng với lại một bên thứ ba là cái thằng Lotte ạ. Chị Em là giờ đang làm công việc gì? đang kinh doanh homestay. À, kinh doanh homestay à? Dạ đúng rồi, thì mấy tháng nay nó chậm quá mà cái phần bên bên SE thì đóng hơi nhiều, thật ra là cũng ráng thì vẫn có thể nổi nhưng mà em cũng nợ nhiều việc đó. Thì em muốn ngưng lại vài tháng để em ổn định những thứ lại, em bắt đầu em đóng lại ha. Ừ. Dạ Đơn ấy thì còn bây giờ là vừa rồi ngày 18 tháng 6 thì Ngân hàng Nhà nước họ có ban hành một cái thông tư 06 ấy, sửa đổi bổ sung lại cái thông tư 02 về vấn đề là gia hạn cái thời gian để mà giãn nợ với lại cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ đến 31 tháng 12 2024 ấy. Thì cái đơn này thì chị cứ căn cứ trên cái thông tư đấy thì chị làm thôi. là mình tìm cái thông tin của cái đó ở đâu vậy? À, thông tư đấy thì mình lên mạng mình gõ thôi chị. Sao chị không nhờ các bạn bên tôi làm luôn mà lại đi hỏi cái này? Tại em không biết là tại em liên lạc thì mấy bạn nói là chuyển khoản rồi gặp anh thôi chứ em không biết gì khác hết. À, thì chị nói với các bạn là bây giờ là có nhu cầu làm đơn chứ không có nhu cầu tư vấn. Về tư vấn bây giờ chị sẽ phải hỏi những cái liên quan đến hợp đồng. Chứ còn 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 về làm đơn thì chị liên hệ các bạn. Nhưng mà trường hợp này là tôi hỏi một tí này, là chị nợ này là hiện tại là chị bị chậm chưa? Có tháng em bị chặn rồi ạ. À, có Cũng tháng chậm mới rồi à? hai. Dạ. Ở trường hợp này hiện tại là chị là muốn xin bao nhiêu tháng? Em nghĩ là 6 tháng ạ. 6 tháng hả? Nhưng mà sẽ xin tối đa đến 31 tháng 12 nha. Bây giờ là chị xin thì mình cũng phải có cái lý do chính đáng. Nếu không có lý do chính đáng thì sẽ không xin được đâu. Nên là trước mắt là bây giờ là mình làm đơn thì nội dung ghi lý do nó đàng hoàng vô, còn nếu mà nhờ các bạn mà làm đơn ấy thì có thể hỏi các bạn xem là ghi những lý do gì các bạn có thể là tư vấn thêm vì các bạn chuyên về cái này rồi nhé. Vậy là em sẽ liên lạc lại cái số điện thoại 014 gì đó đúng không anh? Để em nhờ mấy bạn Liên đó. lạc hai số của anh có để trên kênh đó nha. Dạ rồi. Em cảm ơn ạ. Dạ. Dạ rồi em chào anh. Ok. Cái trường hợp về làm đơn ấy các bạn, các anh chị thì nhiều bạn cũng bảo mình lên đây mình nói tầm bậy tầm bạ, không có thông tư, không có văn bản nào. Thì đây, đây là cái thông tư 06/2024 này, thông tư Ngân hàng Nhà nước này, các bạn thấy không? Số 06 đây. Thì cái thông tư này là sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 02 đấy, các bạn thấy không ạ? 02 này thì thông tư 02 này nó ra ngày 23 tháng 4 2023. Cái này tôi nói với các bạn rất nhiều rồi nhé. Thì ở đây các bạn thấy nó ghi rất rõ này, quy định về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng đấy nước ngoài, ví dụ như cái thằng Standard Chartered này hoặc là những cái thằng Citibank này vân vân, cơ cấu lại thời hạn trả nợ chi nhánh ngân hàng này nước ngoài nhé, nước ngoài này và tổ chức trong nước ha, Việt Nam này, tổ chức tín dụng này nhà nước này ha, và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thế thì bây giờ khách hàng nào mà gặp khó khăn thì sẽ được là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, nghĩa là giãn nợ đấy, hoặc là có thể là trả ít lại và giữ nguyên nhóm nợ. Quan trọng là giữ nguyên nhóm nợ, nghĩa là các bạn hiện tại đang không bị nợ xấu thì các bạn sẽ không bị nợ xấu. Các bạn nhóm 1 thì giữ nguyên nhóm 1, nhóm 2 thì giữ nguyên nhóm 2 từ thời điểm làm đơn. Thì các căn cứ này, căn cứ luật ngân hàng nhà nước Việt Nam này, căn cứ luật tổ chức tín dụng này, căn cứ nghị định số bao nhiêu này, cơ cấu này, căn cứ về quyền về quyết định này, căn cứ của vị chủ tín dụng kinh tế này theo yêu cầu thống đốc ngân hàng vân vân này. Đấy. Rồi, đây. Điều 1 là sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 02 năm 2023.
Đấy, thứ nhất là sửa đổi gì? Một, sửa đổi khoản 2 điều 4 như sau này. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian từ thông tư này có hiệu lực đến 31 tháng 12. Nghĩa là những cái khoản nào mà những cái này phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi này trong khoảng thời gian này, nghĩa là trong cái khoảng thời gian này cho đến 31 tháng 12 thì ông nào phát sinh nợ gốc phải trả lãi vân vân thì sẽ được được cơ cấu và được giữ nguyên nhóm nợ. Rồi sửa đổi điều 8 như sau này. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày thông tư có hiệu lực đến hết 31 tháng 12. Đấy, trách nhiệm thực hiện này, vân 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 này. Ở đây có nha, thứ nhất này. Chánh văn phòng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, chánh thanh tra giám sát ngân hàng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm. Bây giờ thì ở đây chúng ta này có nhá. Có này, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh này, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tín dụng là bao gồm các công ty tài chính. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ngoài chịu trách nhiệm này thì có cả chi nhánh nước ngoài và Việt Nam, vân vân. Thì đây. Thế thì cái này là tôi đưa cơ sở căn cứ cho các bạn. Các bạn thấy không ạ? Cứ các bạn có cái khó khăn, đó là đây này. Khách hàng đang gặp khó khăn thì ông khách hàng nào gặp khó khăn thì làm đơn dựa trên cái thông tư này. Thế tôi nói với các bạn rất nhiều rồi, các bạn này cứ bảo tôi lùa gà. Còn về đơn thì tôi nói thẳng với các bạn này, việc ai người đấy làm thôi. Tôi ví dụ như là vừa rồi tôi lắp cái bóng đèn thì tôi cũng nhờ ông thợ bóng đèn lắp, mặc dù tôi có thể lắp được nhưng tôi không làm vì mất thời gian. Các bạn cứ nhờ các bạn bên tôi làm đơn để các bạn ấy chuyên nghiệp, các bạn làm cho được việc các bạn chỉ đi gửi thôi. Còn nội dung làm đơn như thế nào tất tần tật thì trao đổi với các bạn đó. Thông tin thì tôi để trên màn hình nhá. Video này tôi làm ngắn thôi. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn sức khỏe.